Làm gì đây? Hello cả nhà. Nói chung là đây là bạn Cam Sĩ, là tên tiếng Hàn Quốc. Cam tiếng Việt. Tên tiếng Việt được dịch ra là bé Trấn Sĩ, con của bà Trấn Xìn và mẹ Harry. Sao rồi, hết bệnh chưa? Thương. Mà trong thời gian vừa qua thì Sì bị ăn bậy bạ đó. Nó đi vô, nó uống nước cống đó, cái chỗ mà toilet đó. Các bạn đừng có để mèo vô trong đó nha. Mắc công ở chỗ mình tắm á, nó hay uống nước bậy trong đó lắm. Thì nó có bị đi tiêu chảy, nên là bác sĩ phải cho uống thuốc ở nhà, mà không thể ngày nào mình cũng đưa vô bệnh viện được. Như vậy thì ngày hôm nay Sìn với Ri sẽ chỉ cho các bạn một phương pháp đặc biệt, gọi là cho mèo uống thuốc tại nhà. Tại vì các bạn sẽ rất là sợ đúng không? Thường á là mình á hả, cho mèo làm cái gì đó, uống thuốc hay ăn cái gì đó, đầu tiên mình sợ là sợ cái gì? Sợ nó quào, đúng không? Sợ nó cắn, hai cái đó thôi. Thì ngày hôm nay Trấn Thành sẽ chỉ với các bạn cái cách làm sao mà đầu tiên là cho nó đừng có quào, đừng cắn mình. Ok. Muốn nó đừng quào, đừng cắn, đầu tiên phải cư xử nó như chúng ta. Bởi vì sao? Mèo nó cũng giống con người thôi. Các bạn muốn nói nhiều quá, làm luôn đi, làm luôn nhá. Ừ. Okay, okay. Trời ơi, nói chuyện thôi mà mất hơn nó một phút, trời trời đất rồi, ơi. Rồi. Không phải tại vì muốn á, nó thương mình phải cư xử nó đàng hoàng với mình. Mỗi lần uống thuốc phải nói chuyện. Nè con, anh trai, bữa nay mình uống thuốc nha, không có sao hết trơn nha con nha, Trương nha, Trương nha. Đây là một viên thuốc thưa các bạn. Chúng ta sẽ có những kỹ thuật như sau đó, nó hay trốn lắm nè, các bạn nắm á, thường là nắm bờ tay ngay cần cổ nó sẽ không đi đâu được. Đây, đây đây. Trước khi á cho nó uống thuốc phải để nó vô cái vị trí này gần mình, lấy cái chân mình gò nó lại cho nó cảm giác an toàn. Nhưng mà gò là nó kiểu như là gò nhẹ nha, chứ đừng có gò kẹp cứng nó lại nha. Sau đó chúng ta lấy cái bàn tay chụp vô cái mỏ nó này, vuốt hai cái râu nó qua hai bên đó, và lấy cái tay giữ ngay cái phần mép miệng nó, giữ chặt cái xương hàm nó. Tay còn lại đây, chúng ta giữ hai ngón thuốc bằng hai cái ngón cái này, kéo cái cằm cái lông ngay cái miếng chấm lông ngay cái cằm, nó sẽ không đau đâu, yên tâm. Và lấy cái ngón ba kéo ra và bỏ thuốc vô. Ê cha cha, xin lỗi các bạn, tôi đã bỏ hơi lo nói, bỏ hơi méo, xin lỗi con nha. Rồi giờ bớt nói đi, không nói làm rồi. Luôn vuốt râu lấy cằm để thật sâu vô. Các bạn nên nhớ là lấy tay để thật sâu vô miệng nó và đừng sợ nó cắn, bởi vì cái tay của các bạn đã giữ chặt cái hàm nó lại rồi. Các bạn mà sợ một cái là nó sẽ cắn các bạn. Nhưng mà tại vì nó cắn không được là tại vì cái tay mình đã giữ nó rồi, và tại vì mình sợ mình buông ra mới ấy. Xong, cảm ơn con đã hợp tác. Quá đơn giản. Xin chào mọi người đi. Xin chào. Bye bye. Nhớ nha, tay không được buông, bởi vì tay mình buông ra là mình sẽ bị cắn. Và để sâu vô, để sâu hẳn rồi cho nó nuốt rồi thì mới đóng cái miệng lại. Tại vì nếu mình buông ra là nó sẽ theo đúng cái phản xạ là nó sẽ táp lại. Đừng buông, nhét vô sâu cho nó kẹp cái miệng lại, giữ chặt miệng luôn, đừng để nó nhả ra. Và thế là các bạn đã cho mèo uống thuốc thành công rồi. Bye bye, bye mọi người. See you, bye bye. Bye bye.